Tín ơi, quay lại đây nè. Đi với bố không? Đi. Đi, con chào các bác đi. Con đi với bố không? Đi xuống bếp với bố đi. Đi, bố cầm tay nào. Rồi đi con, đi xuống bếp với bố nào, đi. Đi nha. Đi nào, xuống bếp với bố nào. Tin có làm thì ngan với bố không Tin ơi? Sao vậy đây? Con ngan này. Sợ không? Tin sợ không? Bố làm sắp xong rồi. Không có gì là bố không làm được Tin nhỉ? Con ngan này ngon lắm đây. Mình làm xong rồi các bạn ơi. Nè. Quá trời cũng mệt đấy. Nhưng mà không sao, mình làm được. Cũng làm cho vui chứ không phải mang đi quán đi đồ gì các bạn ạ. Tranh thủ xí thôi mà. Có những hôm mình làm thịt con ngan trống 4 ký mấy 5 ký mình tự làm được. Lúc bận quá thì mình nữa còn làm cũng vui mà. Nè. À nhổ một xí nữa thôi. Ngon không? Ngan này nan 2 năm nhà mình nha các bạn nhá. Nan 2 năm đấy. Đó, ngon không? Cho Tin sách này, Tin này. Tin có sách cho con này không? Ui giời. Nè. Thì Tin coi có sách được không? Ui giời. Giờ mình mổ nhá, mình mổ mình làm món đặc biệt các bạn nhá. Còn món đặc biệt là món gì thì các bạn cứ từ từ rồi sẽ biết nhá. Đừng có nghịch nhau con. Ê, mình giới thiệu với các bạn nhà mình còn có con này nè các bạn này. Đây các bạn nè, đây là vườn chim bồ, chuồng chim bồ câu nhà mình đấy. Nhiều không? Bạt ngàn đó. Mình nuôi trong này cũng được hơn 200 em. Còn đây nè, đây viết là ngon nè. Đấy. Các bạn thấy không? Này. Đây nữa này, Tin đang lùa bắt kìa. Đây là gà Đông Tảo các bạn nhá, gọi là gà Tiến Vua đấy. Gà này khá là mắc đấy các bạn ạ. Hai con đó là bệnh nhân bíu. Còn ba em nhóc nhóc này là bạn cho. Đấy. Em cũng chẳng có tiền đâu mà mua, mình cuộc sống cao nguyên không có tiền mua đâu. Này, thì đây giàu hết rồi, lưới đồ hết đây này. Nuôi ngày trước là nuôi để cho chim cho mẹ con nó ăn thôi đấy. Nhưng bây giờ nó sinh đàn đèn đầu nhiều quá thì cũng bán được, một tháng cũng bán được ít, nói chung là lấy tiền mua lúa với bắp cho nó ăn. Rồi Tín ơi, vào đây Tín. Thằng Tin nhà em quậy lắm, nhỏ thế này nhưng mà quậy kinh khủng. Trời suốt ngày luôn. Kiếp với anh Tin này. Rồi đi vào đây, bố làm thịt con ngan nha. Để làm món đặc biệt nha. Tin quậy. Tin quậy. Quậy lắm các bạn ạ. Cái anh Tin này em khiếp luôn mà. Còn mẹ Nhung thì bụng bờ cũng to rồi, sắp sinh rồi. Rồi, em đi làm cho xong con ngan nhá. Thứ thịt này, đã không? Ngan, con ngan này là nuôi 2 năm rồi nhá. Thì da của nó này ăn sướng lắm. Trời, đây là con ngan này, con ngan mái các bạn này. Các bạn thấy buồng trứng không? Nó đang đẻ mà. Nhưng mà thôi, em vợ sắp sinh rồi nên mình cũng thịt dần, thịt mà cho vợ ăn thôi. Chả có tiền nếu mà đi chợ nên phải làm thịt ngan các bạn ạ. Nè sướng không? Mình chẳng để đẻ nữa, mai mốt vợ sinh rồi chẳng có thời gian mà đi băm chuối băm đồ cho nó ăn được. Nên thịt thôi. Nhìn thịt ngon lắm. Trứng không này. Này cho anh Tin nhá. Cho Tin nhá. Mẹ có anh Tin xem nào, Tin là Tin đâu rồi, cho Tin ăn nhá. Rồi giỏi. Đây các bạn này, mình đang làm thịt ngan thì lại có bệnh nhân ở trên kia đang truyền nước. Chính vì vậy mình phải thay đồ xong rồi
mặc giày mặc đồ xong rồi là thay quần này để lát nữa lên cùng lên cho thuận lợi. Thì gia đình nhà mình á chỉ có hai vợ chồng với thằng Putin thôi. Chính vì vậy nên là mình chỉ ăn nửa con thôi các bạn nhá. Chỉ nấu nửa con thôi, còn nửa con thì cất tủ lạnh để mai hoặc mốt ăn dần. Thì mình sẽ làm món đặc biệt nhá. Mình có tí hành như này. Còn món đặc biệt là món gì ấy? Còn lâu mình mới nói. Các bạn cứ theo dõi kênh Cuộc Sống Công Nghi, các bạn sẽ thấy được món đặc biệt là món gì các bạn nhá. Rồi để mình chặt cái thằng nửa con này ra, mình ướp mình làm món đặc biệt cho các bạn xem nào. Tin nào. Đây các bạn này, thấy cái thớ thịt của nó không? Thịt không à. Chặt, tin nào. Úi giời, cái thịt nó ngon vậy này. Ngan nuôi 2 năm mà ngan nuôi 2 năm lát nữa phải ninh kỳ lắm. Nên mình sẽ làm cái món cờ nến ninh các bạn nha. Chứ cái món này là không thể xào xào ớt được, không thể xào lăn được vì có Putin mà. Nếu mà xào lăn hoặc là xào xào ớt ấy thì nó dai lắm, tin không ăn được. Hoặc là nếu mà có thời gian á, làm cái món này là món món gì vậy nhỉ? Ngan xào bơ. Ngan xào bơ, cái thái mỏng mỏng đó, ngan xào bơ. Nhưng hôm nay mình sẽ làm cái món đặc biệt hơn để cho cả nhà ăn được và tin cũng ăn được nhá. Tin cũng ăn được. Bố chặt này. Chặt nè, ối hành nè. Hành tỏi vào đó. Lát được tin ăn thịt ngan nhá. Con ăn thịt ngan nhá. Ừ, gật đầu à. Con nói chặt đi. Chặt nè. Chặt nè. Chặt. Hành đâu, hành đâu. Bóc hành ra nào. Hành, đi nói đi. Củ hành. Củ hành. Tỏi. Hành, tỏi. Cho mẹ, để nào. Bố xài mẹ cất. Ôi trời ơi, tung té rồi. Thật là vụng về. Bố Hiếu làm thật là vụng về tên nhà. Đây các bạn này, hành mình băm nhỏ nó, mình sẽ bỏ vào đây để hành với tỏi nhá, mình băm nhỏ mình bỏ vào đây để mình ướp gia vị này. Lát mình ướp nha, để mình ướp gia vị vào đây cho ngấm. Còn phần này là mình băm nhỏ mình để đây để lát nữa mình phi hành mỡ lên cho thơm nhá. Ngon lắm. Đây, mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình đi ướp các bạn nhá. Mình đã sẽ ướp và làm món. Món gì nhỉ? Món gì thì lát nữa mình sẽ nói nhá. Mình bỏ ít bột nêm. Nhà mình hay ăn bột nêm lắm. Bột nêm. Bột ngọt. Đáng lẽ cái món này này phải bỏ thật tiêu bắp và ớt nữa, nhưng mà gia đình nhà mình có Putin nên mình không bỏ các bạn nhá. Mình chỉ thêm biết những cái món đơn sơ đơn thuần để mà gia đình ăn thôi, chứ mình không bỏ ra thêm các bạn nhá. Một xí nước mắm. Và một xí đường thôi các bạn nhá. Nhà mình cũng ít ăn đường nên một xí thôi cho nó dịu bớt. Rồi, một xí đường. Hành này mình băm nhỏ này các bạn này, để lát nữa phi lên cho nó thơm nhá. Trộn đều nó lên các bạn. Trộn đều nó lên. Mở tủ lấy không? Trộn đều. Mình ướp cái thằng này xong rồi. Chờ một lúc nữa khoảng 15 phút để cho nó ngấm gia vị xong là mình sẽ chế biến cái món này nhá. Còn vợ mình đang làm. Vợ đang làm gì đó vợ? Vợ bị Putin đang làm gọt mướp đắng để làm món mướp đắng xào trứng. Gia đình nhà mình ăn cũng đơn sơ như vậy thôi. Còn món đặc biệt này là món gì thì một xí nữa mình sẽ. Đắng lắm.
mình sẽ bật mí cho các bạn nhá. Con ngan này vì hai con ngan 2 kg, con ngan nuôi 2 năm mà nó được hơn tầm 1 kg, hơn 1 kg, nó rất là già rồi, mà mỡ nó không có đâu các bạn ạ. Chính vì vậy mình sẽ làm một cái món mà liên quan đến mỡ nữa nhá. Và làm sao mà để cốt tin ăn được, tức là không cay mà nó cũng sẽ phần mềm ra để cho cốt tin ăn được, tức là cả nhà đều chung vui trong cái món này các bạn nhá. Chờ ướp đã. Đã ướp được khoảng 30 phút rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ đi vào nấu nhá. Tin ơi, tin quậy quá con ơi. Vợ vừa mới làm một ấm cao trà vàng cho mình đây các bạn nè, để mình lại uống nè. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái món đặc biệt nha các bạn. Bật bếp lên. Rồi bật khe xanh le. Ngon quá. Anh tin quậy quá. Rồi bỏ dầu ăn vào. Con ngan này tuy 2 năm nhưng mà phải bỏ dầu ăn các bạn ạ, nó không được béo đâu. Thì hôm nay á, Cuộc Sống Cao Nguyên muốn chia sẻ với các bạn món là Cuộc Sống Cao Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn món ngan súp mỡ hành các bạn nhá. Đây là món ăn trong chính chất gia đình nhà mình thôi, chứ nó không có phải là đặc sản cái gì đâu. Tại vì cô tin nó không ăn được hài ớt nên mình không nấu giả cày, cũng không nấu xào xả ớt hay cái món khác, mà mình sẽ nấu món ngan súp mỡ hành các bạn nhá. Rồi mỡ đã tương đối là nóng rồi này, chúng ta bỏ hành vào phi thơm lên. Ui giời, hành tỏi thơm quá. Trong này mình không bỏ ớt đâu, tại vì có cu tin là không bỏ ớt được các bạn nhá. Nhìn nó hấp dẫn không các bạn ơi. Wow, thơm quá. Mở thấy thơm không? Thơm nhỉ? Kỹ thật. Rồi sau khi chúng ta thấy hành nó đã vàng vàng thế này, chúng ta bỏ thịt ngan vào các bạn nhá. Rồi cái mục đích chúng ta xào qua như thế này các bạn này, để cho ngan nó săn lại, cho ngan nó săn lại và gia vị nó ngấm thêm một tí nữa các bạn nhá. Rồi chúng ta đảo đều nó lên. Wow, thơm lắm các bạn ơi. Thơm kinh khủng luôn. Các bạn nhìn tin nhà mình này, nó ngang tàn nó phá phách kinh ấy. Cả ngày nó cứ lắc đất chơi vậy thôi. Mình đang có bệnh nhân truyền nước trên kia, nhưng mà tranh thủ quay cái video Cuộc Sống Gia Đình nhà mình trên này các bạn xem. Ngan súp mỡ hành các bạn nhá. Món ăn dân dã nhà mình thôi. Nhà mình chỉ chia sẻ kia và cắm cơm hả? Chia sẻ cái đời sống thực thôi, cách nấu ăn chứ cũng không phải là cao sang lý vị đâu các bạn nhá. Các bạn xem đừng có cười và đừng có nhàm chán các bạn nhá. Đây chúng ta xào này, ui thơm rồi đấy. Mắm muối nó ngấm vào này. Hành đồ nó phi lên thơm lắm các bạn ạ. Vì con ngan này khá già nên là ninh cũng hơi kỳ đấy. Sau khi chúng ta thấy mà thịt ngan nó săn lại rồi ấy, thì chúng ta bỏ nước vào nhá. Nhà mình đây là dùng nước lọc hết, chứ không có xài nước máy, nước đồ đổ vào trực tiếp đâu. Mình có mua một cái bình lọc riêng đó, tại vì ngan nó già mà ninh cho cô tin nó ăn được nữa, nên là mình bỏ hơi nhiều nước để lát nữa làm nấu quyện lại thành súp các bạn nhá. Giống như súp á, ngon lắm. Rồi ngồi thịt ngan thì vẫn đang ninh dưới kia các bạn. Mình đang đi lên phòng khám trên này một xí. Wow. Đây, chị vẫn đang nằm truyền nước. Bà bầu bưng cơm, bà bầu bưng cơm. Cô tin nhìn ngó. Mình phải chờ bệnh nhân về. Xong rồi mà mẹ cho cô tin ăn xong rồi, gia đình nhà mình hôm nay mới ăn các bạn nè, bây giờ mới được ăn nè. Wow. Cái gì? Mướp đắng xào trứng. Ngan
ngan súp mỡ hành, cà muối và măng muối, này là quả mắc mật. Vợ mua ngày hôm qua đấy, chỉ cần tét qua điện thoại cái là người ta ship tới thôi. Tét. Ôi, vợ chồng mình ăn cơm chỉ có vậy thôi đó các bạn ạ. Đơn sơ mộc mạc vậy thôi. Cảm thấy vui và hạnh phúc là được rồi. Để lát nữa mình xem, bạn xem cảm giác ăn cái này nha. Canh mồng tơi, rau đay và tép khô. Và cũng không thể thiếu được cái thằng tivi đang mở các bạn ạ. Tin thì ăn rồi. Tin ăn rồi. Mời các bạn ăn cơm với cha vợ chồng em mình nhá. Rồi mời các bạn ăn cơm với gia đình Cuộc Sống Cao Nguyên nhá. Các bạn này, hạt mắc mật này, trong cái video mà mình ăn mì tôm vừa ăn vừa thổi đấy, vừa sushi đấy. Đây là mắc mật này. Ăn cay sướng lắm các bạn ạ. Ngon lắm. Bây giờ mua cái gì thì chị em qua mạng là mua được. Cô xem nha, món của mẹ này. Món này là món mẹ nhúng nấu này. Tại vì mình làm bình dân là lâu quá, mất 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong 2 chai nước. Chính vì vậy là cái món của vợ cũng không quay được các bạn ạ. Tuyệt vời. Vừa chín tới ngon lắm. Ồ ngoa xào trứng. Nhà cảm nhận của bố cho mà. Vợ hấp nè các bạn nè. Đây. Vợ mình hấp khoai là cũng ngày nào cũng hấp khoai cho mình ăn đấy. Ngon không? Ngon. Bố thử xem nào. Tin thì ăn rồi, bây giờ ngồi chơi thôi. Mời các bạn nha, thưởng thức món thịt ngan của gia đình nhà em nhá. Mềm nè. Wow. Mềm nè các bạn ạ. Ngon tin nhỉ. Thịt ngan súp hành mỡ. Tại vì con ngan này Ninh cũng khá lâu đấy, phải 2 tiếng em nhỉ. Ninh phải 2 tiếng nó tin ăn được mà. Tin ăn cơm mà nó cầm nó ăn được mà. Đó. Canh mồng tơi rau đay với con. Và tép khô. Cái này thì cà này thì mẹ vợ mua này. Mua ngoài chợ đấy. Cái ăn cũng được được lắm các bạn ạ. Tin nó quậy chứ kìa. Đó. À. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Ô em cũng mua này luôn à? 45.000 à? Đâu, cái này có 20 không? Này 45.000. À cái này vợ mua cùng một chỗ làm các bạn ạ. Và nhắn tin qua điện thoại cả là họ mang tới thôi. Thì Cuộc Sống Cao Nguyên cùng mời các bạn ăn cơm cùng với gia đình nhà Cuộc Sống Cao Nguyên. Và Cuộc Sống Cao Nguyên cùng xin kết thúc video tại đây và chúc các bạn có một buổi ăn cơm gia đình vui vẻ nhá. Và các bạn nhớ ủng hộ Cuộc Sống Cao Nguyên bằng cách đăng ký, like và chia sẻ để làm động lực cho Cuộc Sống Cao Nguyên có nhiều video hay ra các bạn nhá. Chào và tạm biệt các bạn.